Việt Nam 20, không chỉ rút ngắn, chị Ngọc Anh cũng lên tiếng bác bỏ những thông tin mà mẹ Châu Việt Cường chia sẻ với báo chí về việc chồng không cho mẹ đồng nào dù là ca sĩ kiếm ra tiền. Sau khi Châu Việt Cường bị tạm giữ điều tra vì liên quan đến cái chết của cô gái 9X, chị Ngọc Anh, người vợ thứ hai của Châu Việt Cường, đã vào thăm chồng. Giọng ca vợ là Nhất đã ôm lấy Ngọc Anh và khóc. Tới bây giờ chị vẫn không khỏi bàng hoàng khi biết tin sự việc. Tôi bất ngờ và suy nghĩ rất nhiều vì áp lực xã hội xảy đến với gia đình. Mọi chuyện đi xa hơn gia đình, tôi nghĩ khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tôi sợ mọi việc tác động tới con gái nhỏ. Ngọc Anh cho biết, hai vợ chồng đã ly thân cách đây 3-4 tháng do mâu thuẫn giữa vợ chồng và mâu thuẫn trong gia đình. Việc anh ấy chơi bời. Khi vợ chồng đã ly thân tôi không quan tâm. Khi anh xảy ra việc, tôi vẫn chăm sóc lo cho anh, bởi dù gì hết tình còn nghĩa. Tôi cũng vì con nên không thể bỏ mặc anh ấy lúc này. Việc ra sao đã có pháp luật xử lý, còn người cũng đã chết rồi. Mai tôi sẽ xuống hương khói, lo hết trách nhiệm tình người với gia đình nạn nhân để không ai oán thán ảnh hưởng tới con tôi. Tôi nguyện đi theo anh đến cùng cho đến khi xét xử, vì nhà anh giờ chẳng còn ai mà trông cậy. Vợ nam ca sĩ chia sẻ thêm, khi có thông tin mẹ Châu Việt Cường lên tiếng rằng nam ca sĩ không quan tâm tới mẹ già ở quê kiếm ra tiền nhưng không chu cấp cho mẹ, thậm chí còn bắt mẹ vay tiền cho mình ăn chơi, Ngọc Anh lên tiếng giải thích, mẹ anh không bình thường, bà không quan tâm ai và không biết tiêu pha gì nên tiền Cường gửi về chỉ biết cất. Trước đây anh Cường đã đón lên Hà Nội ở nhưng chỉ được mấy hôm, bà lại đòi về quê. Những điều bà nói ảnh hưởng nhiều đến Cường, bởi sự thật không phải như vậy. Dù tôi không còn ở với anh ấy nhưng tôi biết hàng tháng Cường vẫn đều đặn lái xe đi gửi tiền về cho mẹ, vì trước đây tôi là người gửi thay anh ấy. Điều này có ca sĩ Trịnh Thế Phong bạn Cường biết rõ, vì nhiều lần đi chung xe gửi tiền về quê cho nhờ người giữ giúp mẹ Cường. Người hàng xóm vẫn hay nhận tiền hộ mẹ anh ấy, hôm qua đọc báo còn bức xúc viết lên Facebook vì sai sự thật. Nhớ lại quãng thời gian chung sống, chị Ngọc Anh kể Châu Việt Cường là một người yêu thương, chăm lo con cái. Cường đối xử với vợ cũng rất tốt, đi đâu diễn xa đều gọi điện hỏi han. Vấn đề Cường dính dáng đến bạo lực giang hồ, chị chia sẻ là do người ta tâm bốc lên, vì ngoài đời nam ca sĩ rất hiền. Theo Ngọc Anh, Cường nói năng thô tục vì phải bươn trải từ nhỏ trong môi trường phức tạp, đi diễn ở quán bar nên ảnh hưởng. Thời điểm sau này khi Cường ra ngoài chơi bời xa đọa, chị không thể kiểm soát được, nhưng dù thế nào chị vẫn khẳng định chồng là một người tốt. Ở bên ngoài tôi không biết anh chơi bời thế nào, nhưng khi về nhà không bao giờ anh làm gì ảnh hưởng tới tôi hay con. Trước đây tôi cũng biết chuyện anh Cường từng kết hôn từ 10 năm trước, nhưng cuộc hôn nhân này ngắn ngủi khi anh cùng người vợ đầu chỉ sống chung vài tháng đã ly hôn. Khi lấy anh tôi cũng không muốn đăng ký giấy tờ vì có ý định sang nước ngoài sinh sống. Phải đến khi có con cần giấy khai sinh anh ấy mới làm đăng ký. Ngọc Anh ngập ngùi. Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, quê Thanh Hóa, là ca sĩ hội chợ và từng có nhiều tai tiếng như bị tố đánh người, hiếp dâm. Cường bỏ học từ sớm, theo các đoàn siếc lưu diễn và trở nên nổi tiếng với các hit thị trường. Ảnh Đinh Mai Hương, vợ đầu của Cường, là cô gái người Quảng Ninh. Cả hai có với nhau một con chung 6 tuổi nhưng sớm chia tay nhau. Vợ hai của Châu Việt Cường quê Lạng Sơn, giữa họ có một con gái chung 15 tháng tuổi. Trước Tết, hai vợ chồng cãi nhau nên vợ đưa con về nhà ngoại. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang, Trương Mỹ Hạnh, 20 tuổi, ở Trương Mỹ, Hà Nội, Phượng Anh đến căn phòng Phạm Đức Thế đang ở để sử dụng ma túy tổng hợp. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ Hạnh bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng. Cô gái sinh năm 1998, hành động của nam ca sĩ khiến nạn nhân tắc thở, tử vong. Theo dân Việt,